Giờ lạnh quá à, thời tiết đập vô chân đau quá không được rồi. Mình không thể nào ở ngoài với cái thời tiết này được. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay á, ở Tokyo tuyết rất là lớn. Mà mình á, thì hoàn toàn không hề hay biết. Mình không có xem dự báo thời tiết gì hết luôn. Thế là sáng hôm nay không có chuẩn bị để mang điện thoại quay video cho các bạn xem hôm nay. Trời tuyết lớn như thế nào. Trời tuyết dày. Mà đã dậy xe nó phủ lên ray tàu điện á. Cái tàu không có chạy được. Xong rồi trễ làm, xong buổi tối về cũng đi lâu á, là lâu mới về được đến nhà. Thảm ơi là thảm luôn. Nhưng mà bù lại tuyết rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái đường vào nhà của mình. Các bạn nhớ cái video trước á, là khi mà mình giới thiệu cho các bạn á, cái lúc mà mình đi làm, một ngày đi làm của mình á, thì khi mà mình về nhà thì đường á, nó tối thui à. Đây cũng chính là con đường đó. Nhưng mà bởi vì hôm nay trời tuyết á, nên người ta phải chú ý, người ta lưu ý, người ta mở đèn lên để cho dân đi không có bị té. Không ngờ là mở đèn lên thì cái con đường này nó lại tuyệt đẹp như vậy. Wow, nhìn rất là lãng mạn đúng không? Ở trên thì tuyết rơi rơi, khung cảnh xung quanh thì bị tuyết bao phủ hết luôn. Ở bên dưới các bạn thấy mình đi bước nào á là nó kêu rẹt rẹt tới đó. Tuyết rất là dày. Đi cái nó nén tuyết xuống giống như là đá bào siro vậy. Vào đây thì hơi tối tối một tí xíu. Để đây cho sáng. Nếu như mà không tính đợt vừa rồi, coi ra tuyết bao nhiêu mình. Nếu như mà không tính đợt vừa rồi mình đi Nagano để trượt tuyết á, thì coi như là đây là lần đầu tiên tuyết rơi của năm nay. À, lần đầu tiên thấy tuyết rơi. À, cực khổ quá đi thôi. Trời ơi, cái nhà này dễ thương quá à. Tất cả mọi thứ đều bị tuyết phủ đầy hết luôn. Coi cây cối nè. Đặt cái dấu chân này đây. Ê, ngộ quá à. Con đường ngay chỗ này cũng không có đèn nhiều. Cũng giống y chang như cái tối hôm bữa thôi. Nhưng mà một phần mình nghĩ là tại vì trời tuyết á, cái ở trên nó không có mây phủ nên nó khá là sáng là một, ở dưới tuyết nó trắng á nên nó phản sáng tốt là hai. Hoàn toàn không nhận ra đây là cái con đường mà hôm trước mình quay cho các bạn, hoàn toàn là một con đường luôn, không có khác gì hết á. Vậy mà bây giờ nó sáng trưng. Cũng cùng là 1 giờ đi về nhà luôn. Hôm bữa thì mình về nhà 8 giờ 45, hôm nay là về nhà 8 giờ rưỡi. Thấy thương quá à. Yeah. Đảo quá à. Tí rất là tơi xốp. Oh. Thôi đi vô nhà thôi. Coi xe đạp kìa. Trời ơi, cái xe đạp nhìn ngầu quá à. Thật là thú vị. Cuối cùng cũng đã giữ được lời hứa với các bạn là quay video clip tiết đầu mùa. Mặc dù là hôm nay là thứ hai á, mình đi làm nên mình cũng không có đi tung tăng chụp hình quay phim cho các bạn được. Nên tranh thủ lúc tan làm như thế này thì quay cho các bạn xem một tí xíu trời tiết ở khu nhà mình nó như thế nào. Chắc vì khu này tại dấu chân của mình không quá. Tội nghiệp mấy cái cây này quá. Bởi vậy mấy cái chậu cây của Nhung cây nó chết hết trơn à. Tại vì á, sang mùa này lạnh quá, cây Việt Nam đâu có sống nổi, chỉ có cây Nhật á mới sống nổi thôi. Ồ, trời ơi, tuyết dày quá trời dày luôn rồi. Holy à, trời ơi, bước xuống là lúng luôn. Wow, chỗ hồi nãy mình thấy nè. Wow, tuyết dày quá. Độ dày của tuyết chắc cũng phải 20 cm á. Trời ơi, lũng một lỗ 20 cm thiệt luôn. Trời lạnh tự dưng thèm ăn kem, uống nước ngọt, với lại ăn nuôi. Cái này là nuôi tương cà của Cờ No, siêu ngon. Hôm nay trời lạnh phải ăn cái này mới được. 10 giờ đi mua bánh bây giờ hết sạch luôn rồi. Lẽ ra phải đi sớm thôi. Cứ nghĩ là hôm nay trời mưa tuyết nên ngủ lấy hồi nó sẽ ế bánh, ai ngờ đâu sạch hết bánh rồi. Mình cũng tiệt. Wow, tuyết quá trời tuyết luôn. Ở đây còn có người lãng mạn làm quả cầu tuyết nữa.はい。 Mình sẽ đi lên trên cái cầu hang bằng tuyết này. Vui luôn. Rồi lúng sâu quá trời sâu luôn. Ok mọi người, Nhung đã đi về. Bây giờ ở ngoài lạnh quá. Bây giờ đầu tiên là Nhung sẽ nấu cái này. Cái này là tomato soup pasta, rất là ngon luôn. Mà cái này nếu mà các bạn mua ở Combini thì nó rất là mát. Còn này mình mua ở siêu thị của nó thì nó rẻ hơn mấy chục yên nữa. Cái này mình mua là 100 yên. Còn nếu mà các bạn mua bình thường ở Combini là nó phải 150, 160 yên gì đó. Thì cái này á, ăn cực kỳ ngon. Đặc biệt á, là vào những lúc mà nó lạnh như thế này. Thì bây giờ mình sẽ mở nó ra. Mình đã nấu nước rồi, bây giờ mở nó ra và xử lý nó thôi. Đây, bên trong nó thì ít xịu như vậy thôi, chỉ có nuôi với lại cái sốt của nó. Chung là cái sốt của nó là cái gọi là đáng đồng tiền bát gạo nhất luôn, rất là ngon. Đợi nước sôi đi. Rồi, hồi nãy thì mình cũng có mua cái này. Cái các bạn biết mình giới thiệu hoài luôn là cái hiệu mà Calpis này nè. Thì nó cực kỳ phổ biến ở Nhật. Thì cái hãng này chuyên là sản xuất mấy cái như là nước, kiểu giống như sữa chua vậy á. Thì uống tốt cho sức khỏe, khá là ngon. Thì cái này để là cái này ăn chung với lại trái cây, bột ngũ cốc vân vân á. Thì bây giờ mình mua cái này. Với hồi nãy mình cũng có mua dâu. Canh giờ này đi mua để giảm nữa. Đây, dâu giảm nữa. Nhìn có vẻ thì không ngon lắm, nhưng mà thật ra so với lại cái loại mấy cái hàng giảm đũa thì như thế này nè đã là rất là ngon rồi. Thì cái này là giá, không có để giá ở đây, để mất tiêu rồi, mà nó cũng khá là rẻ. Okay, để tạm ở đây. Thật ra thì cũng có mua thêm cái jelly của kiwi nè, với lại của dứa, thơm dứa, cực kỳ ngon. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái tô, xong rồi mình sẽ cắt dâu vào, rồi mình sẽ cho cái sốt này vào, sốt nho sữa chua gì nè, rất là ngon. Rồi tiên á, là mình phải có một cái tô, mấy cái tô nhỏ nhỏ đâu hết rồi, mấy cái tô lớn cũng được. Ok các bạn, Nhung đã có một cái tô, muỗng với lại dao, dao để cắt dâu. Rồi cái tô này á thì trời ơi, ra ngoài cái mũi, nước mũi nó tự chảy chảy ra, mũi đỏ hết cả. Các bạn thấy dâu rất là to so với cái mặt của Nhung. Dâu ngọt, ngon quá. Dâu này á, dâu này á, đang có cái mùa dâu ở Nhật. Các bạn có thể đến các vườn dâu. Ở bên Nhật thì nó có một cái kiểu rất là dễ thương, là có một số cái vườn dâu là chuyên mở cho mình đến đó hái dâu, hái cái nào là ăn trực tiếp liền cái đó được luôn, rất là thích. Thì học ra thì Nhung giờ này Nhung cũng khá là bận rộn, nhưng mà Nhung sẽ cố gắng, Nhung sẽ cố gắng là dành thời gian một bữa nào đó đi vườn dâu cho các bạn xem. Thì các bạn nào mà muốn đi vườn dâu á, Nhung nghĩ là nên chuẩn bị thêm sữa đặc có đường. Trời ơi, cái đó nó kết hợp với dâu là phải nói là bá chép bỏ chép luôn. Xong rồi đến đó thì nó có phí vào cổng, kiểu giống như đồng giá vậy. Các bạn bỏ một cái số tiền nhất định vào đó thì các bạn muốn ăn bao nhiêu cũng được hết. Nhưng mà mình khuyên là các bạn đừng có nên tiết tiền mà ăn quá nhiều. Chủ yếu là mình vô đó mình chơi rồi mình trải nghiệm văn hóa vậy thôi. Chứ có mấy đợt á, mình nghe có các bạn đi ham ăn quá trời luôn, thì cái gì nhiều quá cũng không tốt, nhiều quá về bị tiêu chảy dâu. Sắp xong rồi, mọi người đợi xíu nha. No, một trái đã tự tử. Đúng rồi, người ta nói dục tóc bất đạt mà. Bây giờ thì mình đã có cái tô dâu, mình sẽ đây, các bạn thấy tô dâu nó như thế này. Các bạn nên khi mà đổ vào, đổ sữa chua vào thì các bạn nên dầm ra thêm nữa thì nó sẽ rất là ngon. Cái thương hiệu của Calpis này nè, nói là sữa chua thì nó cũng không phải là sữa chua, tại vì á họ cũng không có làm nó đậm đặc giống như bên mình, giống như sữa chua bên mình, họ làm nó sẽ loãng ra hơn một tí xíu. Rồi mọi người xem nha. Đó, các bạn thấy không, nó loãng lắm, nó không có đặc giống như sữa chua của mình. Đuối vào đây, xong rồi dầm đường vô nữa. Trời ơi, một cái màu quá trời đẹp luôn. Để mình nêm thử miếng coi. Wow, ngon, ngọt, rất là ngọt, lên men giống như là rượu vậy đó. Ok, nãy giờ quên mất cái mì, phải đổ nước. Bên trong cái chén này nè, bên trong cái ly mì này nè, thì nó có một cái vạch, thì các bạn chắc là không có thấy đâu. Các bạn cố gắng là đuối nước nó ở cái vạch này thôi, qua cái vạch này thì nó sẽ không ngon nữa. Rồi đổ vào, khuấy trong vòng 15 giây và để trong vòng 3 phút. Ok, khuấy. Thôi nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ để đây trong vòng 3 phút. Ngoài ra thì hôm nay Nhung còn mua kem nữa. Đây là hai loại kem. Không phải đây là một loại kem hai vị mà Nhung rất là thích của Lotte. Cái này á, là bình thường hình như là vanilla hay gì ta. Đúng rồi, cái này là vanilla với một cái là trà xanh matcha. Rất là ngon luôn. Hình như là cái vanilla này có một hôm nào đó Nhung đã khui ra cho mọi người xem rồi. Để bây giờ khui nát cái này ra. Ngộ lắm, mỗi lần mà trời lạnh ơi là lạnh á, Nhung vừa hèm ăn đồ nóng, kiểu như mua các loại mì hay ramen dễ về ăn. Nhưng mà song song á, Nhung cũng rất là thèm ăn kem, ăn đồ lạnh. Thì nó như thế này đây, nó vừa là bánh vừa là kem, cực kỳ ngon luôn. Mà cái vị matcha nó rất là đậm đà, bạn ăn cái này bạn sẽ rất là nhanh đói. Trà nó cuộn ruột bên trong mình á, ăn cái này cực kỳ nhanh đói luôn. Thôi mà mình sẽ ăn một miếng thôi, sau đó thì mình sẽ ăn nuôi. Ăn nuôi xong á thì sẽ ăn trái cây dầm. Rồi các bạn, 3 phút đã trôi qua và món não tàn này. Món nuôi cà chua đã sẵn sàng, nhỏ vậy thôi nhưng mà nó rất là ngon. Và rất là nóng. Siêu ngon, siêu ngon. Các bạn hoàn toàn nên thử món này. Cực kỳ ngon. Đúng rồi. Rất là phù hợp cho cái tiết trời băng giá này. Ngon quá. Bye bye mấy bạn, ngày hôm nay là thứ hai. Bây giờ Nhung sẽ vô vừa coi Running Man rồi ăn cái này, xong một lát hồi á, sẽ ăn trái cây dầm sữa, rất là ngon. Bye bye các bạn, chúc các bạn cũng có một tối thứ hai vui vẻ. Mai lại đi làm. Bye bye mọi người.